Xin chào các bạn, đây là bài tập phản xạ Unit 6. Mình sẽ đọc câu tiếng Việt và các bạn phản xạ lại bằng câu tiếng Anh. Cái thùng này nặng quá, anh giúp tôi nâng nó nhé. This box is really heavy. Could you help me lift it? Bạn có thể nghe nhạc ở chỗ làm nhưng đừng để nó quá to. You can listen to music at work. Just make sure it's not loud. It's not loud. Anh kiểm tra bảng báo cáo này giúp tôi nhé. Could you check the report? Anh dẫn khách đi tham quan nhé. Could you show our appliance around? Anh gọi lại sau được không? Could you mind calling back later? Could you mind calling back later? Anh book phòng họp nhé. Could you book a meeting room? Khách hàng đến sớm, bạn pha trà và cà phê mời họ nha. The clients are here early. Could you mind making them tea or coffee? Anh lau cái sàn được không? Could you mop the floor, please? Bạn phải tắt đèn nếu bạn là người cuối cùng rời văn phòng. You have to turn off the light if you are the last person to leave the office. Tôi không thể tìm thấy cái bấm giấy, cho tôi mượn của bạn nha. I can't find my stapler. Could you lend me your please? Bạn có thể nghỉ ăn trưa vào lúc 1 giờ. You can take your lunch break at 1 o'clock. You can take your lunch break at 1 o'clock. Anh kêu Jan gọi lại cho tôi được không? Could you tell Jan to call me back? Book cho tôi một chiếc taxi nhé. Could you mind booking me a taxi? Could you mind booking me a taxi? Anh gọi điện cho bên nhà cung cấp nhé. Could you call our supplier? Anh tắt đèn được không? Could you mind turning the light off? Bạn không thể mặc quần ngắn đi làm. You can't wear shorts to work. Anh trả bằng tiền mặt được không? Could you mind paying with cash? Chúng ta hết giấy rồi, anh đặt mua thêm giấy nhé. We have run out of paper. Could you order some more? Chúc các bạn làm bài tập thật tốt.